Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lưu game GTA 5. Thì nói chung là cái phần này mình đã nói hết ở cái trong cái bài là hướng dẫn cài GTA 5 rồi ha, trong bài này rồi. Nhưng mà nhiều bạn comment thì bảo rằng là không có thấy cái thư mục game data ở trong cái ổ C nó nằm ở đâu cả ha. Như các bạn thấy là trên cái máy tính của mình cũng không có cái thư mục game data ở đâu cả, nên không có biết chép cái file cần lưu để lần sau chơi ha. Thì đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai mình muốn nói ở trong cái video này là ở đây mình có cái file GTA 5 mà đã chơi hết tất cả các màn nhiệm vụ rồi, và các bạn tải về và chép vào ổ C và chép như thế nào và lưu game như thế nào, mình sẽ đi vào chi tiết như sau. Thì đầu tiên thì các bạn cũng phải tải cái GTA 5 trong bài này của mình về ha, trong bài này của mình về, và ở dưới đây cũng có video hướng dẫn rồi ha. Thì sau khi cài đặt tải về, giải nén ra và cài đặt cái Sucolup xong xuôi, và các bạn mở game lên và chơi ha. Rồi ví dụ như các bạn đã chơi hết tất cả các màn rồi ha, bây giờ các bạn muốn lưu lại để khi ra quán net hoặc là bất cứ cái máy tính nào có GTA 5 và các bạn muốn chơi làm màn đó, thì các bạn có thể làm như sau. Thì các bạn mở Micromotor lên, để mình lôi cái Micromotor ra cho các bạn dễ hiểu. Thì đầu tiên các bạn vào Micromotor và các bạn bấm vào ổ C. Trong ổ C này nó sẽ có cái thư mục game data. Tuy nhiên ở một số máy thì nó sẽ hiện ra cái thư mục game data, nhưng một số máy thì nó không có hiện cái thư mục game data đó. Thì đó cũng là lý do mình sẽ làm cái video này cho các bạn hiểu rõ. Thì làm sao để vào được cái thư mục game data đó, thì các bạn bấm vào đây là Win 8.1 nên không có cái phím lá cờ. Thì các bạn thực hiện bằng cái phím lá cờ cộng với phím R cùng lúc, thì nó ra cái khung C, cái khung trên này ha, để mình viết cho các bạn dễ hiểu. Các bạn bấm cùng lúc phím lá cờ, tức là phím Windows, phím lá cờ và cộng với chữ R ha, để mình tìm nước phím lá cờ cộng với chữ R. Mình search ra cho các bạn xem cái hình phím nó như thế nào. Đây, các bạn bấm đồng thời phím lá cờ này với phím R này ha, để cho nó hiện ra cái bảng ring. Thì tiếp theo các bạn nhập vào phần trăm rồi đánh row game data rồi chấm rồi phần trăm, rồi các bạn bấm enter. Thì lúc này nó sẽ hiện ra cái phần row game data cho mình ha. Nãy mình vào ổ C thì nó đâu thấy đâu đúng không? Thì bây giờ các bạn đã vào phần row game data được rồi. Thì tiếp theo các bạn sẽ copy cái phần Sucu Club này ha. Các bạn copy nó. Bây giờ mình sẽ copy, bấm chuột phải mà copy nó rồi tắt đi. Tắt đi. Thì mình ví dụ như ở đây là một cái USB đi, mình sẽ
mình sẽ bắt vào ổ D đây, mình để dành ha. Đó, mình để dành nó ha. Rồi thì với cái file này thì các bạn copy vô cái USB, rồi các bạn giấu nó đi đâu, rồi các bạn mang ra quá net, thì các bạn có thể chơi từ cái màn mà các bạn đã lưu đã chơi trước đó ha. Thì cái file này rất là dung lượng rất là nhẹ, nó tăng theo cái số màn của các bạn chơi. Ví dụ như các bạn chơi các màn càng cao thì dung lượng của nó càng tăng lên ha. Thì ở cái file này thì đã chơi hết các nhiệm vụ rồi ha, ha, nên nó chỉ có dung lượng là 18 MB. Thì đây là cái phần mà mình chỉ cho các bạn lưu lưu game GTA 5. Thì tiếp theo mình thì cái phần 1 mình đã chỉ cho các bạn lưu GTA 5 được rồi ha. Thì phần thứ hai mình sẽ chỉ cho các bạn chép cái file. Ở đây mình sẽ có một cái file, thật ra ở đây mình cũng đã hướng dẫn rồi nhưng mà một số bạn tìm không được cái phần này, cho nên comment nói với mình là không có cái thư mục pro game data làm sao mà chép vô ha. Thì bữa đây mình sẽ hướng dẫn, thì các bạn cũng làm theo từng bước trên đây. Thì các bạn trước tiên thì các bạn phải tải cái file này về ha, chỉ tải chỉ có 8 MB thôi. Thì sau khi tải xuống thì mình sẽ được cái file suculup.jar, thì các bạn bấm chuột phải và giải nén nó ra. Thì sau khi giải nén ra các bạn bấm chuột phải, chọn copy, và đương nhiên thì các bạn cũng bấm vào micromotor và chọn ổ C. Và kế tiếp thì các bạn cũng phải chọn là rogue game data để bắt nó vô. Cái game thì với cái win của mình thì nó không có hiện cái rogue game data này ra. Thì các bạn cũng làm như thế nào, làm như lúc nãy mình nói, bấm phím lá cờ chữ R và hiện ra trên màn rin, và các bạn bấm chữ rogue game data và enter. Lúc này thì các bạn sẽ bắt nó vào, thì nó hiện relay, thì các bạn chọn relay the file in the station nation. Rồi bây giờ thì nó đã chép vô rồi ha. Thì bây giờ các bạn chỉ mở cái GTA 5 lên thì không cần chơi cái nhiệm vụ lại từ đầu nữa mà đã được chơi hết rồi. Bây giờ việc các bạn vào game, các bạn chỉ đánh và đấm thôi ha, rất là đơn giản. Rồi thì cái nội dung video này chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.